Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị, chào các đồng chí, rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ 2 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị và các đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị thảo luận và đánh giá năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Tham mưu chỉ đạo các cuộc diễn tập, luyện tập có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Kết luận các nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo chất lượng, an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thượng tá Phúc Đức Nhâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trung tá Lê Minh Phương, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang. Dưới sự chứng kiến của đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương, đồng chí Thượng tá Phúc Đức Nhâm đã báo cáo biên bản bàn giao tóm tắt về công tác tổ chức biên chế, lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, hậu cần kỹ thuật, tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Thượng tá Phúc Đức Nhâm trong thời gian qua trên cương vị là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Chúc mừng và đề nghị Trung tá Lê Minh Phương nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Cục Chính trị Quân khu 2 vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở. Dự chỉ đạo tọa đàm có các đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có Đại tá Nguyễn Văn Tiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh,
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban và cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ trì điều hành buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, việc nhận biết được các hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, mất an toàn, tâm lý bất thường của quân nhân có vị trí vai trò quan trọng nhằm kịp thời đưa ra những biện pháp giải quyết và xử lý hiệu quả cho cấp ủy chỉ huy đơn vị. Trong thời gian qua, Cục Chính trị Quân khu đã hướng dẫn chỉ đạo các đầu mối đơn vị tổ chức tọa đàm về nội dung nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở và nhận được gần 1.000 ý kiến tham gia đóng góp. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận tiếp tục đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề mới trong tài liệu, dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở đối với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh của Tổng cục Chính trị, đồng thời mạnh dạn trao đổi một số kinh nghiệm tiến hành trong thực tiễn hoạt động của đơn vị, qua đó đề xuất nhiều biện pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nền nếp chế độ, phát huy vai trò của chỉ huy cơ quan đơn vị, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn, hội đồng quân nhân và các tổ nhóm trong đơn vị. Tại Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho trên 100 cán bộ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức năm 2023. Đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và khai mạc lớp tập huấn. Dự khai mạc có Thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy, lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã học tập nghiên cứu các nội dung về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, một số nội dung cơ bản về phòng thủ dân sự, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương, hướng dẫn tổ chức phương pháp giảng bài chính trị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện bắn súng K54 bài 1, chiến thuật trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu cùng một số nội dung thiết thực khác. Đây là dịp để các đồng chí chính trị viên, ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh nắm chắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, chiến đấu và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. Cục Chính trị Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến công tác phụ nữ năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Thăng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Dự tập huấn tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, hội viên, hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 316 và Kho K28, Cục Kỹ thuật Quân khu 2. Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, những năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang quân khu có sự phát triển vững chắc cả về bề rộng và chiều sâu. Hội phụ nữ các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt cho cán bộ hội viên phụ nữ. Lớp tập huấn đã được nghiên cứu các chuyên đề về triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động trong phụ nữ quân đội giai đoạn 2022-2027, phương pháp kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào, đổi mới nội dung phương pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, vai trò của hội phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu 2 trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động của hội, kỹ năng viết tin bài tuyên truyền hoạt động hội, gương phụ nữ điển hình tiên tiến. Thông qua tập huấn để cán bộ hội viên phụ nữ các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan đơn vị. Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh và địa phương. Trong đó nổi bật là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng được gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cuộc vận động
phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội của Hồ thời kỳ mới, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Qua kiểm tra, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế để Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức giải thi đấu cầu lông năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các vận động viên của 7 đơn vị trong khối thi đua nội chính tỉnh gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Thanh tra tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tuyên Quang đều có vận động viên tham gia. Giải thi đấu tham gia thi đấu ở các nội dung như đôi nam nữ phối hợp, đôi nữ và đơn nam. Với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, tăng cường tình đoàn kết, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi, an toàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của khối thi đua nội chính tỉnh để lập thành tích thiết thực cho mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 và 75 năm chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 20 tháng 12 năm 1947, 20 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các đồng chí, công tác tuyển quân năm 2023 được huyện Sơn Dương xác định gắn với công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở và tạo nguồn quân nhân dự bị. Do đó, ngay trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Sơn Dương đã thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu nhằm tuyển chọn được các công dân có đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023, phản ánh của phóng viên chuyên mục Quốc phòng Toàn dân. Để thực hiện tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chỉ tiêu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa theo quy định, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn rà soát nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân. Phối hợp cùng với các mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động, tập trung vào tuyên truyền trên hệ thống loa không dây, truyền thanh không dây của xã cũng như là qua các hội nghị của xã và của thôn, tuyên truyền vận động luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể nhân dân và thanh niên. Kết quả thực hiện công tác khám tuyển ngày hôm nay là đảm bảo 100% quân số. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên thanh niên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia khám tuyển bảo đảm đúng thời gian theo quy định, sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự để làm tròn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi có lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự thì cháu đã chấp hành nghiêm chỉnh luật khám tuyển nghĩa vụ quân sự và cháu thấy đấy là cũng là cái trách nhiệm của bản thân cháu. Và sau khi cháu đi khám về thì cháu sẽ tích cực tuyên truyền cho anh em bạn bè trong thôn, trong xóm đủ tuổi sẽ đăng ký đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Để tuyển chọn được các thanh niên có đủ điều kiện tham gia nhập ngũ, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Sơn Dương đã tổ chức khám tuyển chặt chẽ từng nội dung. Kết quả bước đầu cho thấy số thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 có sức khỏe, chiều cao, cân nặng khá đồng đều. Là thành viên của đoàn khám nghĩa vụ quân sự chuẩn bị tuyển quân cho 2023 thì theo đánh giá thì chất lượng của thanh niên năm nay là tương đối là đồng đều về chiều cao, cân nặng và các chỉ số thì tương đối là tốt. Duy chỉ có một số những cái bệnh lý như là huyết áp, tim mạch thì có những cái nó cũng chưa được, kết quả nó chưa cao thì chúng tôi cũng đã điều chỉnh, đã loại ở cơ sở. Do đó là năm nay thì kết quả là tương đối là tốt. Năm 2023, huyện Sơn Dương tiếp tục gắn công tác tuyển quân với công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở và tạo nguồn quân nhân dự bị. Do đó, huyện luôn ưu tiên tuyển chọn các thanh niên là con em của dân tộc thiểu số, thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học tham gia nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương làm tốt công tác tham mưu giúp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn tổ chức khám tuyển
tuyển chọn công dân về chất lượng, trong đó tập trung ưu tiên thanh niên có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học và thanh niên là người dân tộc thiểu số để đảm bảo nâng cao chất lượng theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng như theo quy định của cấp trên. Ngay sau khi kết thúc khám tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhận lệnh lên đường làm nghĩa vụ quân sự trong những ngày đầu năm 2023. Những ngành vừa rồi đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.